Như một cường quốc dân chủ, Hoa Kỳ luôn mở rộng vòng tay chào đón sự gia nhập của một nước Việt Nam dân chủ ở tương lai. Vấn đề là toàn dân Việt đã đủ quyết tâm dẹp bỏ độc tài và xây dựng dân chủ hay chưa mà thôi. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Nguyễn Hưng Quốc với tựa đề Nghĩ về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được song tập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Nhân chuyến công du của Tổng thống Barack Obama tại Việt Nam, chúng ta thử nghĩ về mối tương quan chính trị giữa hai nước từng là kẻ thù của nhau trong suốt thời chiến tranh Việt Nam. Nói đến chữ kẻ thù, thì đối với các chính khách Hoa Kỳ, không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có những lợi ích quốc gia của họ mới là vĩnh viễn. Bạn hay thù có thể thay đổi từng lúc tùy theo quyền lợi quốc gia của họ. Mà quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ trong giai đoạn hiện nay cũng như trong vài thập niên tới, chính yếu nằm ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, nơi Hoa Kỳ bị thách thức lớn nhất từ một cường quốc mới nổi là Trung Cộng. Về phương diện chính trị và quân sự, những đe dọa từ Trung Cộng chính yếu diễn ra trên mặt biển. Có hai vùng biển chính có thể biến thành chiến trường là Hoa Đông và Biển Đông. Nhưng khả năng bùng nổ xung đột lớn ở biển Hoa Đông khó xảy ra, vì ở đó Trung Cộng phải đối đầu với một kẻ thù rất giàu rất mạnh và là đồng minh chiến lược chặt chẽ với Hoa Kỳ là Nhật Bản. Chỉ có ở Biển Đông là Trung Cộng có nhiều ưu thế nhất, vì tất cả đối thủ của Trung Cộng ở vùng Biển Đông đều nhỏ và yếu hơn chúng hẳn. Bởi vậy, để bành trướng lãnh hải và lãnh thổ, chắc chắn Trung Cộng sẽ chọn hướng Biển Đông của Việt Nam. Từ hơn một năm nay, Trung Cộng đã bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo và biến chúng thành các căn cứ quân sự. Các nhà bình luận chính trị dự đoán không lâu nữa, Trung Cộng sẽ tuyên bố dùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Để đối diện với nguy cơ bành trướng ấy của Trung Cộng, Hoa Kỳ tuyên bố chính sách chuyển trục về châu Á, Thái Bình Dương. Ở vùng này, Hoa Kỳ đã có bốn đồng minh lâu đời và đáng tin cậy nhất là Úc, Nhật, Nam Hàn và Philippines. Từ mấy năm nay, Hoa Kỳ ra sức tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia khác trong khu vực liên quan đến Biển Đông như Philippines, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Trong số đó, Việt Nam chiếm vị trí quan trọng hàng đầu vì Việt Nam có đảo và vùng biển bị tranh chấp nhiều nhất. Có thể nói chiến lược đối đầu với Trung Cộng trên Biển Đông của Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc khá nhiều vào thái độ của Việt Nam. Nghĩa là nếu Việt Nam đồng tình với việc xâm lấn của Trung Cộng, thì Hoa Kỳ sẽ mất đi một chỗ dựa quan trọng. Quan trọng nhưng không phải bất khả thay thế, vì Hoa Kỳ vẫn còn nhiều đồng minh khác trong khu vực. Về phía Việt Nam cũng vậy. Trừ phi Cộng sản Việt Nam cam tâm bán đứng Biển Đông cho giặc Tàu, nên cách duy nhất để Việt Nam có thể bảo vệ chủ quyền của mình trên Biển Đông là phải liên kết với Hoa Kỳ. Tại sao? Trước hết, Việt Nam Cộng sản không có khả năng một mình bảo vệ được chủ quyền của Việt Nam, vì tương quan lực lượng giữa Việt Cộng và Trung Cộng hiện nay khác hẳn những năm 1978-1979. Do đó, để tự vệ, Việt Nam Cộng sản cần phải có đồng minh. Từ mấy năm nay, Việt Nam cố sức xây dựng hợp tác chiến lược với nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng những quốc gia thực sự có thể giúp Việt Nam trong thế trận đương đầu với Trung Cộng rất hiếm. Ngay cả Nga mà Việt Nam hy vọng nhất mới đây cũng tuyên bố ủng hộ Trung Cộng trong chính sách phi quốc tế hóa các tranh chấp ở Biển Đông. Ấn Độ cũng không phải là nước đáng tin cậy, bởi một mặt Ấn Độ có truyền thống phi liên kết lâu đời, mặt khác về quân sự Ấn Độ cũng không phải là đối thủ của Trung Cộng. Đó là chưa kể về quyền lợi, nên không có lý do gì mà Ấn Độ chọn binh biệt Việt Nam Cộng sản. Một số quốc gia khác như Úc hay Nhật Bản chỉ có thể trở thành hữu dụng khi Hoa Kỳ cũng nhập cuộc. Thành ra Việt Nam chỉ có một đồng minh duy nhất có thừa khả năng để giúp Việt Nam Cộng sản bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông, đó là Hoa Kỳ. Không có nước nào khác, tuyệt đối không. Bởi vậy, có thể nói tuy cả hai có cùng quyền lợi trên Biển Đông, nhưng rõ ràng là Việt Nam cần Hoa Kỳ hơn là Hoa Kỳ cần Việt Nam. Nhưng đó là trên nguyên tắc. Còn trên thực tế, cho đến nay, nước bày tỏ nhiều thiện chí nhất là Hoa Kỳ chứ không phải Việt Nam, vì Hoa Kỳ có hai nhượng bộ chính để củng cố mối ngoại giao song phương. Một,
Hoa Kỳ thừa nhận thể chế chính trị phi dân chủ của Việt Nam Cộng sản qua việc tiếp đón Tổng Bí Trọng ở Tòa Bạch Ốc và những cam kết không xâm phạm vào thể chế của nhau. 2. Hoa Kỳ làm ngơ trước những sự tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam khi Hoa Kỳ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Ở phương diện này, có thể nói Việt Cộng đã gọi là thắng Mỹ. Dù vậy, đó chỉ là những cái gọi là thắng tạm thời, còn về lâu về dài để xây dựng cái mà Nguyễn Tấn Dũng gọi là niềm tin chiến lược, thì hai bên cần chia sẻ với nhau những bản giá trị chung, trong đó nổi bật nhất là những vấn đề liên quan đến nhân quyền. Không có sự chia sẻ ấy, mọi sự hợp tác đều vẫn bị giới hạn. Chính sự giới hạn đó sẽ làm Việt Nam bị thiệt khi thực sự đối đầu với Trung Cộng trên Biển Đông.